Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, thay vì phải là bài viết phê phán hành vi vi phạm, thì báo lại lấy cái vỏ bọc thiếu tá quân đội về hưu để ai vua chỉ trích hành vi xử phạt, một quy định của pháp luật, liệu chăng là chức năng của báo chí. Truyền thông là định hướng, mà báo đang định hướng cái xấu, cái vô pháp, thì tờ báo đáng phải như thế nào nhỉ? Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết phải chăng báo dân trí muốn chơi trò khốn nạn, mượn gió quạt lửa? Bài viết của Hứa Tất Đạt Nhiệm vụ của báo chí là thông tin và truyền thông những sự kiện của xã hội một cách khách quan và trung thực. Bên cạnh đó là nhiệm vụ truyền truyền những giá trị xã hội tốt đẹp để hướng tới một xã hội văn minh hơn, đặc biệt là những giá trị xã hội gắn liền với luật pháp chủ trương và quy định xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia là điều đúng đắn, cần làm nghiêm và công bằng, không có ngoại lệ cho bất cứ ai, từ chủ tịch nước đến thường dân, là bộ đội đương nhiệm hay về hưu, là binh nhất hay đại tướng, đều phải bình đẳng trước pháp luật. Vậy, báo dân chí đăng cái tin, thiếu tá quân đội về hưu uống một giọt bia cũng bị cảnh sát giao thông xử phạt là vô lý. Đầu tiên nói cho công bằng bài viết đang phỏng vấn người bị phạt và dẫn lại lời người ấy phát biểu thông tin có chính xác không tôi cứ cho là chính xác đi nhưng nó có phải là chuẩn mực để anh báo viết bài giật tích hay không bàn tiếp có ai đi uống bia mà uống một giọt không hỏi đã trả lời vậy lời người vi phạm thiếu tá quân đội kia nói có chuẩn mực không hỏi đã trả lời có đáng để báo lấy và đăng không? Thay vì phải là bài viết phê phán hành vi vi phạm, thì báo lại lấy cái vỏ bọc thiếu tá quân đội về hưu để ai vua chỉ trích hành vi xử phạt, một quy định của pháp luật, liệu chăng là chức năng của báo chí? Truyền thông là định hướng, mà anh đang định hướng cái xấu, cái vô pháp, thì anh đáng phải như thế nào nhỉ? Hay anh muốn chơi trò khốn nạn, mượn gió quạt lửa, vì ngày 22 tháng 12 đang đến gần? định mệnh